Anh chị mới đến. Chào cô Kim Bình. Dạ chào anh. Chào anh. Dạ con chào cô, con chào chú. Dạ mời anh chị vô bên trong nói chuyện. Dạ mời anh. Sao kỳ lạ vậy? Tại sao lại như vậy? Có gì không cô? Ủa cô Bình, tôi thấy ở đây cũng bình thường thôi, đâu có gì bê bối đâu. Mà thôi, mình vô bên trong nói chuyện cho nó tiện. Mời anh, mời chị. Dạ. Bơi nước nè ba. Có gì không cô? Mời cô uống nước. Cái này là phép thần. Mời anh. Hay có gian lận gì đây? Trước đó tôi đến đây, con tàu này chẳng khác gì một đống gỗ mục. Tại sao bây giờ lại tươm tất như vậy? À, tôi mới vừa dọn dẹp lại con tàu và cũng vừa xin được việc làm ở chỗ chị Dân. Cô Bình thấy cha con tôi sao? Có ổn không? Làm sao tôi biết được nó đã thật sự ổn hay chưa? Hay là những thứ này chỉ là tạm thời thôi? Cô bé rách rưới và phá phách mà cô nói với tôi đây đó hả? Có thể rách rưới như cô nói đâu. Ông Minh, ông khai thiệt đi. Ông lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để sửa sang con tàu này? Kìa, chuyện tiền nong đâu phải chuyện của chúng ta cô Bình. Nhưng mà... Thực ra thì cũng nhờ mọi người giúp một tay. Nhờ trời mà. Chúc mừng anh, mọi chuyện đã ổn. Thôi chúng ta về cô Bình. Dạ cảm ơn anh. Dạ con chào cô, chào chú về. À thôi tôi về anh Minh. Chào dạ, con dạ. Chào cô Bình. Chắc chắn là có cái gì mờ ám. Ám cái đầu mày đó ám. Nè, bây giờ không có ai có thể chia rẽ cho con mình nữa rồi. Ba ơi, con đi thay đồ nha. Khoan con. Dạ. Ba thấy con mặc đồ này đẹp lắm mà. Nhưng mà con mặc đồ này con không có chạy nhảy được. Mà ba quên hôm nay là ngày lửa chạy hả ba? Ừ, chút nữa ba quên. Thôi mình chuẩn bị đi con. Dạ. Phải tìm hồ sơ của bãi cá cho bằng được. Thằng cha cẩn đã âm mưu cái gì đó, không thể để cho thằng đó qua mặt được. Ủa, leo quá. À... Cô đang làm gì trong phòng tôi vậy? À... Dạ, em đang sắp xếp lại hồ sơ cho gọn. À, thôi, em xin phép ra ngoài. Chú Long, cô Mỹ Linh có nói gì không chú? Dạ, cổ không có nói gì hết á. Cô cứ nói xa nói gần, tôi chẳng hiểu gì hết. Ủa, cô Mỹ Linh nói gì với cậu vậy? Cô ấy nói tôi có người yêu, rồi còn chúc tôi hạnh phúc nữa. Yeah. Vậy là chắc cổ muốn nói tới... Tình yêu của tôi dành cho Sương Mai chưa bao giờ thay đổi. Tôi hiểu, ý tôi muốn nói là cổ muốn nhắc tới một người khác kìa. Người khác? Dạ. Ai? Có thể là cô Lễ Hoa. Tại sao chú nghĩ là Lệ Hoa? Tôi thấy cô Lệ Hoa là thích cậu lắm á. Chẳng qua là cậu không thèm để ý đến cô ta mà thôi.
Trong mắt tôi, Lệ Hoa chỉ là một nhân viên thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện khác. Hơn nữa, hình bóng của Sương Mai luôn in sâu trong tâm trí của tôi. Cậu á, không nên sống mãi với quá khứ như vậy. Tôi thấy á, bác sĩ Mỹ Linh là một cô gái rất là khả ái. Cậu đó, từ khi gặp cô ấy, tôi thấy cậu rất vui. Mà cô ấy á, cũng vui y như cậu vậy đó. Đúng. Mỹ Linh là một người con gái tốt. Nhưng cô ấy không nên để ý tới một người sắp chết như tôi. Có phải cô Lệ Hoa không vậy? Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô. Cô cũng xuất hiện rất đột ngột trong văn phòng của tôi. Thật là bất ngờ. Nhưng lần này tôi gặp cô, cô lại xuất hiện đột ngột trong văn phòng của giám đốc. Nhưng không bất ngờ mà là mờ ám thì phải. Vậy còn anh, bây giờ là mấy giờ? Hình như công ty đã hết giờ làm việc thì phải. Vậy sao anh vô phòng Xuân Triều để làm cái gì? Thì dù sao tôi cũng là người của công ty. Tôi quay lại công ty để làm việc. Nhưng tôi thấy có tiếng lạ ở trong phòng của giám đốc. Tôi sợ bọn trộm cắp nó chui vào đây nó lấy đồ. Thì tất nhiên tôi phải bảo vệ tài sản của công ty tôi thôi. Tôi có cần phải giải thích với anh không? À, mà anh cũng biết á, là tôi là cánh tay mặt của anh Xuân Trường phải không? Tôi biết. Từ lần đầu tôi đã biết rồi. Cô còn là vợ chưa cưới của ông Xuân Trường kia mà. Mà sao tôi đợi lâu quá, sao không thấy ai phát thiệp cả? Chuyện đó là chuyện của tôi, không liên quan tới anh. Mà tôi cũng không biết là anh đang nói cái gì. Tôi chỉ biết á, là có người đang âm mưu muốn chiếm lại bãi cá. Đúng không? Xem ra cô cũng thông minh đây. Tôi muốn hỏi người thông minh một điều. Xem người thông minh có trả lời được không? Hình như chúng ta đang mỗi người vác một cái cuốc, nhưng lại đào chung một cái mỏ. Liệu chúng ta kết hợp sẽ tốt hơn không? Anh nói gì? Tôi không hiểu. Không hiểu? Tôi tưởng cô thông minh. Gợi ý nha, gợi ý nha.
cô đang tìm con trai của ông Sơn Trường, đúng không? Ờ. Nhưng điều quan trọng là không phải là ông Sơn Trường, mà là con trai của ông ta kìa. Anh muốn giúp tôi tìm thằng bé à? Chưa chắc, chưa chắc. Tôi nghĩ rằng nếu như cô tìm ra thằng bé con trai thật của ông Xuân Trường thì cô cũng được nhiều lắm, cũng được nhiều thứ lắm mà. Nhưng anh được gì trong cái chuyện này chứ? Tất nhiên là tôi phải được thì chúng ta mới có thể hợp tác. Tôi nghĩ cả tôi và cô đều được, và được rất nhiều. Theo anh, tôi sẽ được cái gì? Cô còn hỏi tôi. Hình như cô giả vờ ngây thơ thì phải. Nếu như cô tìm thấy thằng con trai của ông Xuân Trường thì tương lai của thằng bé sẽ ra sao? Thì thằng bé sẽ được hưởng toàn bộ tài sản của ông Xuân Trường để lại. Tôi có biết một thông tin là ông Xuân Trường bệnh rất nặng và sắp chết. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với một thằng bé con của một triệu phú mà cha nó sắp qua đời? Thì chắc chắn ông Xuân Trường sẽ làm di chúc để lại cho thằng bé và chỉ định người giám hộ tài sản cho nó. Đúng rồi. Vậy xem ra cô thích hợp với vai trò này đó. Ông cũng thông minh đó. Nhưng mà làm cách nào để tìm được thằng bé chứ? Không những tôi thông minh mà tôi còn có nhiều khả năng khác. Những khả năng mà cô không thể nào tưởng tượng được. Tại sao chúng ta phải tìm thằng con thật của ông ta? Như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tôi sẽ tóm một thằng nhóc mồ côi mang về và xăm cho nó một vết bớt ở trên vai giống y hệt vết bớt của Xuân Trường. Còn việc của cô là cô mang nó về và khiến cho Xuân Trường tin rằng đó là con trai của ông ta. Vậy làm sao tôi tin được là anh sẽ không trở mặt với tôi? Tôi đã nói rồi, tôi và cô đang cùng đào chung một cái mỏ, cho nên phải hỗ trợ nhau. Tại sao tôi phải trở mặt với cô? Tôi mà trở mặt với cô thì tôi cũng chả được cái gì cả. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Cô không cần phải suy nghĩ, mà cô phải gật đầu ngay. Tại sao? Nếu không, tôi sẽ nói tất cả ý đồ của cô cho Xuân Trường nghe. Vậy nha. Cô, con tìm cô nãy giờ trên lầu á. Có chuyện gì không? Cô làm sao vậy? Cô đâu có sao đâu. Cô đang nghĩ tới chú Biên đúng không? Con đừng có nhắc tới chú Biên nữa. Cô không muốn nói chuyện chú Biên đâu. Sao vậy cô? Chú Biên kỳ lắm. Cứ tặng bông tặng đồ cho cô, mà lúc gặp cô thì giả lả như không có gì. Cô cảm ơn á thì nói là chú không có tặng gì hết. Sao cô không nghĩ chú Biên chỉ là một người đánh cá, còn cô á thì là một cô giáo? Con nghĩ là chú ấy sợ cô từ chối á. Tại sao con có suy nghĩ như vậy? Thì cũng giống như con thôi.
Con buồn vì ba mẹ con không muốn con làm bạn với Tuấn á. Ủa, con đang yêu hả? Dạ không, con với Tuấn chỉ là bạn với nhau thôi à. Mà Tuấn dễ thương và hợp với con nữa. Vậy á hả? Bây giờ có chuyện gì vậy cậu? Chú Long à? Dạ. Tôi muốn mời Mỹ Linh đi ăn tối. Sẵn tiện tôi xin lỗi cô ấy luôn. Vậy là cậu muốn tôi làm món gì đặc biệt? Không cần đâu chú. Tôi sẽ đưa Mỹ Linh ra ngoài ăn. À, vậy thì tôi sẽ gọi điện đặt bàn cho cậu. À, sẵn tiện chú đặt cho tôi một bó hoa thật đẹp. Tôi muốn giữ tình bạn tốt đẹp này. Tình bạn tốt đẹp? À, thôi tôi hiểu rồi. Tôi đi liền nha cậu. Chú Biên. Gì vậy ốc nhỏ? Câu đó con hỏi chú mới đúng á. Chú có chuyện gì vậy? À, con biết rồi. Chắc chắn là chuyện của con Ngang đúng không? Chú đừng có buồn nữa. Con nghĩ cô Ngang cũng thích chú á. Con nhỏ lắm. Con chưa biết được gì đó ốc nhỏ à. Chú đừng lo lắm. Vậy thì chú tự đi mua quà và chú tặng cho cô Hương Ngang đi. Nhưng chú ngại lắm. Đây là ngày. Con giúp chú một lần này nữa nghe. Con đi mua quà với chú rồi đem tặng cho Hương Ngang giúp chú. Được không ốc nhỏ? Thôi, chú tự đi mua quà và chú tặng quà cho cô Hương Ngang đi. Con còn phải đi về học bài nữa. Ây da, chào anh Biên. Anh tính mua hàng hả? Dạ. Anh có thể nói nhỏ nhỏ, tôi không muốn chuyện này ồn ào. Trời đất ơi, tiền của mình mua có gì đâu mà ồn ào. Anh muốn mua gì vậy? Tôi muốn mua quà tặng cho một cô giáo. Ồ, bữa nay làm cô giáo sướng quá. Tôi thấy người nào cũng muốn mua quà cho cô giáo hết. Anh biết anh Cảnh không? Anh Cảnh ở sân trên á. Trời ơi, hôm bữa anh cũng tới đây nè. Anh đặt một cái nhẫn cho cô giáo luôn. Một cái nhẫn có hộp đá tuyệt đỉnh luôn. Anh biết không? Ông Cảnh cũng chịu chơi lắm. Hôm nay anh Biên chịu chơi luôn đi. Anh chơi gì? Vậy anh cho em coi sợi dây chuyền này đi. Không không, sợi nó bự lắm. Sợi này nè. À, cái này à? Ừ. Sợi nhỏ à? Dạ. Cây này tuy nhỏ nhưng mà rất là tinh xảo rồi nha. Nhưng mà giá nó cũng tuyệt đỉnh lắm à. Khoảng bao nhiêu vậy anh? Ba trái. Ba trái là bao nhiêu anh? Là 3 triệu. Trời, sao mắc dữ vậy? Trời ơi, đã nói nó tuyệt đỉnh mà thì giá nó phải tuyệt đỉnh chứ. Đúng tuyệt đỉnh thiệt. Nhưng mà em không có tiền nữa nè. Trời ơi, chứ giờ Biên muốn làm sao? Vậy anh cho em coi mấy sợi dây bạc này đi. Trời đất ơi, từ vàng xuống bạc lẻ vậy. Ở bên đây nè, lên trên chút xíu. Tủ trên, tủ trên. Kim. Kim. Hết hồn à? Tuấn làm gì vậy? Tôi hết hồn mà. Kim đi đâu vậy? Kim đi về nhà. Sao vậy Tuấn? Tuấn muốn nói chuyện với Kim. Ừ, Tuấn nói đi. Thứ bảy tuần này Kim có rảnh không? Tuấn mời Kim đi uống nước.
Kim cũng chưa biết là có rảnh hay không nữa, mà còn phải xin phép ba mẹ nữa. Vậy à, Tuấn với Kim về nhà xin phép ba mẹ nha. Không có được đâu, ba Kim không có cho đâu. Sao vậy? Kim sợ ba Kim la hả? Ba Kim không có la. Vậy chứ sao? Ba Kim chỉ làm ôm sờn mình thôi à. Trời, thời buổi này mà sao ba mẹ Kim khó tính và phong kiến quá vậy? Có ai mà cấm cản con cái quen bạn bè bao giờ đâu. Ba Kim á chỉ không thích con cái mà đi lung tung thôi à. Nhưng mà á, Kim sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ để mời Tuấn tới nhà. Kim hứa rồi đó nha. Ừ. Vậy Tuấn hẹn Kim cuối tuần này nha. Ừ. Bây giờ Kim phải về rồi. Bye bye Tuấn nha. Mời vào. Chào bác sĩ. Ủa, chú Long. Dạ, con mời chú ngồi. Dạ. Cậu Trường á, nhờ tôi gửi cho bác sĩ đóa hoa này, mong bác sĩ thích. Đẹp quá. Cảm ơn chú. Tôi đi, xin phép bác sĩ ạ. Dạ, khoan đã. Nhờ chú nhắn với anh Trường là... Dạ, nhắn gì cô? Dạ, để con cảm ơn anh Trường sao. Cảm ơn chú. Dạ, xin phép tôi về. Dạ, chào chú. Mỹ Linh, cho tôi xin lỗi. Tôi mời cô đi ăn tối được không? Xuân Trường. Khôi, dạ? Em làm bài phép nhân này cho cô đi. 8 nhân mấy là 24 vậy? Dạ, 8 nhân 3 là 24. Tân, để cho anh làm. Em làm bài tập của em đi. Dạ. Cô ơi cô, có phải là cô ngày nào cô cũng qua dạy cho tụi em đúng không cô? Cô qua dạy tụi em vài tháng. Chừng nào tụi em theo kịp các bạn trong lớp á, thì thôi. Tụi em chịu không? Dạ, dạ chịu. Ba với ông nội cứ đi hoài à, để tụi em ở nhà một mình. Còn những lúc làm bài thì không biết hỏi ai. Ông nội thường nói với ba là lấy vợ đi để tụi em khỏi ở nhà một mình. Hay là cô lấy ba em đi. Em thích có cô ở trong nhà. Với lại lớn lên em sẽ lấy một người đẹp như cô vậy á. Anh tầm bậy quá à. Cô đứng đây để dạy học mà. Thôi thôi được rồi, hai đứa học bài nhanh đi. Học xong sớm á, lát cô dẫn đi ăn kem. Yeah, ngon quá. Trong lòng em luôn đầy ắp những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta. Tình yêu của chúng ta thật đẹp. Em sẽ chia sẻ những điều ấy với con trai mình. Ngay khi bế nó trên tay, em mang thai được 5 tháng rồi. Và em rất mong đến ngày mình sinh nở. Ước gì anh ở đây với em trong giờ phút quan trọng nhất của đời mình. Anh đi học nha. Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh. Anh uống đi. Cảm ơn em. Em thật sự hạnh phúc khi có anh. Lỡ phải xa nhau, em chết vì buồn mất. Em khờ quá à. Tại sao mình phải xa nhau chứ? Mình không bao giờ xa nhau đâu. Nhưng không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Sao tự nhiên hôm nay em lại nói như vậy? Có những điều không ai biết trước được.
như cái chết và số mệnh. Em đừng có nói như vậy nữa. Em là người mà anh yêu nhất. Anh không bao giờ rời xa em đâu. Em hãy tin anh. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Sương Mai, tha lỗi cho anh. Anh không bao giờ quên em hay phản bội em. Anh đã bỏ em, bỏ con một mình. Anh không có quyền. Anh đã mềm lòng. Hãy tha thứ cho anh. Không biết đã có ai đó nói với em rằng em là một cô giáo rất xinh đẹp và dịu dàng chưa? Cảm ơn anh. Em đừng cảm ơn anh. Anh nói sự thật thôi. Tất cả những người ở làng này ai cũng công nhận điều đó. Và hai thằng con anh, nó cũng rất là quý mến em. Vậy hả? Em làm sao vậy? Dạ không, em bị dính cát vô mắt thôi. Đâu, để anh coi. Thôi được rồi anh, không sao đâu. Em cứ để anh coi, để đâu sẽ bị đau mắt đó. Sao, em hết đau mắt chưa? Dạ, em đỡ rồi. Thôi, mình đi anh. Hôm nay, gió rất lạnh. Em cầm đi. Dạ thôi. Em mặc áo anh vào đi. Mặc vô đi. Không thôi lại cảm đó. Mặc vào đó. Mình đi. Alo, tôi nghe đây. Dạ, chào chú, con là Mỹ Linh đây. Chào bác sĩ. Dạ, có anh Trường ở đó không chú Long? Có, nhưng mà cậu ấy đang ngủ á. Anh Trường có chuyện gì sao chú? Không, cũng có chuyện gì hết á. Có lẽ là tối hôm qua đổi thuốc nên cậu ấy bị mệt. Cậu ấy cũng mới ngủ thôi à. Đó là phản ứng bình thường của cơ thể khi thích nghi với liều mới thôi. Chú cứ để cho anh ấy ngủ nha. Dạ, cô có cần gì thì cứ nói, tôi sẽ nói lại ạ. Dạ, không có gì đâu. Con chỉ muốn gọi để cảm ơn anh ấy đã tặng quà và quan tâm tới con thôi. À, được rồi, tôi sẽ báo lại sau ạ. À, cô Mỹ Linh, thật sự là tôi mong cô thông cảm cho cậu Trường. Nếu mà có một lúc nào đó, cậu Trường á, cậu có thể tỏ vẻ ra giống như là lơ là không quan tâm vậy đó. Thì cô hãy hiểu cho là cậu ấy lúc đó đang bận suy nghĩ quá nhiều công việc. Chứ tôi biết cậu ấy quý mến cô lắm. Dạ. Nè, cô Mỹ Linh, cô hãy cho cậu ấy một thời gian. Thời gian? Bởi vì cậu Trường không muốn làm cho những người nào mà cậu yêu mến phải đau khổ. Cũng giống như người vợ trước đây phải chịu đựng những đau khổ. Dạ, cảm ơn chú đã quan tâm tới con. Dạ, con chào chú. Chào cô. Ai gọi vậy chú? À, có cô Mỹ Linh gọi điện cảm ơn cậu về chuyện bó hoa đó. Cô có thích hay không? Có chứ, cô thích lắm à. Vậy là cô đồng ý đi ăn tối với tôi hả? À, tôi nghĩ là có đó.
Cô nói sao chú? Tôi không nghe cô nói gì hết, nhưng mà tôi thấy cổ vui lắm. Có lẽ tôi sẽ quỷ buổi đi ăn này. Sao vậy? Cậu không được khỏe à? Không phải vậy. Không hiểu sao mỗi lần tôi gặp Mỹ Linh là tôi lại thấy có lỗi với Sương Mai. Sao cậu cứ mặc cảm hoài? Quá khứ là quá khứ, mà hiện tại là hiện tại chứ. Sao cô với mình? Bây giờ cô muốn tôi điều tra hay là lấy thông tin của ai nữa? Lần này tôi có một công việc rất hấp dẫn dành cho anh. Trời ơi, lần nào cô cũng nói hấp dẫn mà mỗi lần làm xong là muốn hấp hối luôn. Thôi nhưng mà chuyện gì nói coi. Tôi muốn anh bắt mèo con giùm tôi. Trời, cô ơi, nói đầu em xưa giờ chó thì tôi có bắt, chứ mèo chưa bắt nào hết trơn. Anh bị khùng. Tôi cần bắt con mèo làm gì? Tôi cần anh bắt thằng mèo con người, chứ không phải là con mèo. Ủa mà thằng đó là thằng nào? Sao tôi biết mà bắt? Tôi nghĩ là anh biết thằng đó. Chẳng qua là anh không nhớ thôi. Thằng đó sống trong cái toa xe lửa cũ đó. À, tôi biết thằng đó rồi. Ủa mà gì kỳ vậy? Chứ không phải bắt Hải Mây hả? Mà sao giờ tự nhiên chỉ có bắt mèo con? Chính bởi tôi không bắt được Hải Mây, cho nên tôi phải bắt bằng được thằng mèo con. Tôi không thể nào trở về đây không được. Sao? Anh có hứng thú với công việc đó không? Nhưng mà tôi được cái gì? Cứ bắt được đi rồi hãy tính. Anh sẽ được trả công xứng đáng mà. Ok, có tiền là cái gì cũng có. Biên, Biên sao vậy? Mày làm cái gì những người mất hồn vậy mày? Chuyện cô giáo sao rồi? Em vừa thấy Hương An đi với thằng Cẩn anh à. Có phải vậy không? Anh thấy Hương An không thể nào đi với nó được đâu. Nhưng chính mắt em thấy anh à. Hai người họ tay trong tay. Hương An vui lắm. Có phải thật vậy không? Bây giờ em không biết phải làm gì. Em không có tiền và quyền lực như Cẩn. Biên à, anh không tin là Hương An đi với thằng Cẩn đâu. Nhất là sau những gì thằng khốn kiếp đó đối xử với anh em mình. Phải chấp nhận thực tế anh à. Em không thể lo cho Hương An một cuộc sống đầy đủ. Em chỉ có thể đưa cô ấy đi ngắm hoàng hôn. Còn Cẩn thì có thể mua cho cô ấy cả một căn nhà để cô ấy ngắm hoàng hôn mỗi ngày. Vậy bây giờ em định làm gì? Cô anh ta đứng nhìn được hay sao? Chứ bây giờ anh nghĩ em phải làm như thế nào? Không được. Không thể để cho Hương An đi với thằng đó được. Em định bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Hả? Chú coi chừng, thằng này nó mập nhưng mà nó nhanh lắm đó. Đi. Làm sao mà nó thoát được tay tôi? Trời ơi, đi bắt người mà đi tay không? Vậy lấy cái gì mà bắt nó? Thì lấy tay không bắt nó. Nghĩ sao vậy? Tôi còn cái áo mà. Lát nó vừa bay ra tôi chụp nó siết lại. Cửa nào mà chạy? Chú mà bắt không được chú chết với tôi đó. Mèo con ơi, mèo con à, mèo con ơi.
Mèo con à, con đi đâu rồi? Mèo con, ai kiếm mèo con đó? Cô Bình đây. Mèo con, xuống đây đi, cô có chuyện này kể cho con nghe hay lắm. Cô nói đi, cô nghe nè. Con xuống đây đi, cô mới nói được chứ. Trên đây cao lắm, cô không xuống được. Con nghe cô nói nè. Hay là bây giờ con theo cô về trường Sơn Tùng đi. Ở đó vui lắm. Con được ăn ngon nè, được mặc đẹp nè, lại có nhiều bạn nữa, có nhiều đồ chơi nữa đó con. Thôi, ốc nhỏ kể hết cho cô nghe rồi. Trong trọng á, còn có bà chàng tên là Hoàng Cúc gì gì á. Không, làm gì có bà chàng nào. Ở trong đó chỉ toàn là cô tiên thôi. Con thấy cô không, cô hiền nè, cô nói chuyện rất là dịu dàng. Con thấy đó, đâu có bà chàng nào đâu. Bà chàng hay cô tiên? Bây giờ mày muốn sao? Tao nói ngọt mày không chịu, bây giờ mày muốn dùng biện pháp mạnh phải không? Cô biết con này con gì không? Con gì? Con tiểu hổ á, là mèo con á. À, bây giờ mày lấy con cọp ra hù với tao hả? Mày có ngon mày đứng lại đó đi, tao cho mày thấy nguyên con sư tử đó. Có vợ lên đây. Chú Danh, nó chạy ra đâu kia kìa. Tôi, mày chạy đi đâu? Trời ơi, sao leo lên vợ? Kỳ này mày chết đi tao. Tao mà bắt được mày, tao không tha cho mày đâu. Ông Danh, tụi này bằng mọi giá mày bắt được con mèo con đó nghe chưa? Chết mày rồi con ơi. Mày chạy cả mặt tao là thối là thì mèo con. Mời vào. Anh Trường à, em có chuyện muốn nói với anh. Cô nói đi. Chuyện này liên quan tới con trai của anh. Sao? Kết quả tìm kiếm ở trường Sơn Tùng là em không tìm thấy một đứa bé nào có cái bớt hình ngôi sao hết. Rồi em lục tung các cô di viện ở xung quanh làng cũng không tìm thấy luôn. Bây giờ cô liệt kê cho tôi những nơi mà mình đã đến. Mình sẽ loại trừ những nơi đó. Và có thể mình sẽ mở rộng tìm kiếm ở những vùng xa hơn. Em muốn báo cáo với anh là mình nên có một kế hoạch bắt đầu cho một cuộc điều tra mới. Cô có manh mối gì sao? Ờ, không. Em chỉ suy đoán như vậy thôi à. Em nghĩ nếu như mà tìm không được trong một tổ chức nào đó, thì mình không loại trừ khả năng cậu bé ở đường phố hay dĩa hè. Ý cô là con trai tôi có thể là một đứa trẻ lang thang. Đó chỉ là một khả năng thôi. Được rồi, cứ làm theo hướng mà cô đã đề xuất. Mọi chi tiết ta sẽ bàn sau. Tôi sẽ nói chú Lâm hỗ trợ cho cô. Cẩn đưa em về đó hả? Dạ. Cậu ta có vẻ quan tâm tới em quá ha. Em thấy ảnh tấn công em, nhưng mà em cảm thấy không có ổn chị ơi. Tại em chưa quen đó thôi. Chứ một người mà có kinh tế bảo đảm như vậy á, sẽ lo cho em được một cuộc sống đầy đủ. Ở bên cạnh ảnh, em cảm thấy không có được yên tâm lắm, nhưng mà lại thích hai đứa con của ảnh. Hình như nhìn ảnh có vẻ gì đó bí ẩn á. Còn với Biên, em có thấy thoải mái không? Biên thì khác. Chị chỉ thấy Biên á, cái gì cũng không dám nói hết trơn á. Còn trong khi á, cậu Cẩn á, thì lại rất rõ ràng, tiến tới mục tiêu. Em biết, nhưng mà em... Em phải suy nghĩ cho kỹ. Giữa một người nghèo nè, vừa nghèo vừa nhút nhát, một người thì lại đầy bản lĩnh, đầy tự tin, có thể mang lại cuộc sống tốt cho em. Em chọn ai chứ? Thấy vậy á, chứ em Biên không có nhút nhát đâu chị. Lần trước em còn nhìn thấy ảnh đối đầu với ông Cẩn để bảo vệ hai cho con Hải May á. Chị không biết, nhưng chị chỉ thấy cậu ta không có dám nói gì hết á. Cứ bắt chờ đợi hoài à, chờ đến bao giờ chứ? Ước gì ảnh mạnh mẽ hơn, can đảm hơn một chút chị ha. Em phải suy nghĩ cho kỹ và quyết định ai là người tốt,
để cho mình sau này chứ. Nhưng mà em không có yên tâm về ông Cẩn. Nhìn ổng có vẻ gì đó bí ẩn quá, mà còn nhiều tai tiếng nữa. Không có đâu. Chị nghĩ là người ta ghen tị nên người ta phao tin đồn nhảm thôi, chứ không có đâu. Em sẽ suy nghĩ lại. Có điều trong lòng thì nghĩ về anh Biên. Sao giờ này mèo con chưa tới nữa? Mèo chưa bao giờ bỏ một buổi lưới chạy nào hết á. Ba ơi, lỡ mèo con có chuyện gì sao ba? Chắc không có chuyện gì đâu con. Có thể là nó ngủ quên thôi. Không đâu bác, mèo con không bao giờ ngủ giờ này hết á. Đúng rồi đó bác. Đúng rồi đó bác. Hay là tụi con thử chia nhau đi tìm coi sao. Dạ, dạ. Khoan khoan, chờ bác chút. Dạ, xuống. Dạ, dạ. Để ba dập cửa đó chứ. Dạ. Mèo con ơi, mèo con, mèo con, mèo ơi, mèo con ơi, mèo con ơi, mèo con, mèo con ơi, mèo ơi, mèo, mèo ơi, mèo ơi, mèo con, mèo đâu rồi mèo, mèo ơi, mèo con, mèo con ơi, đi đi mèo con, mèo ơi mèo, mèo con, mèo ơi, mèo ơi, mèo ơi, mèo con, mèo mèo, mèo ơi, mèo ơi, mèo con. Không có mèo không? Không. Ủa gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Dài của mèo con nè. Ừ đúng rồi. Sao mà có con chiếc vậy? Mèo con đút quý đôi giày này, không thể quăng lung tung như vậy được.